trở về với trong Luca đoạn 17, chúng ta học đến phần thứ nhì ở trong sách Luca về 10 người phun. Đây là một cái câu chuyện ghi lại đi cho chúng ta, một câu chuyện được sử gia Luca ghi lại và là một câu chuyện có thể nói rằng là có thật, với sự chứng kiến và có một cái mục đích để đem cho chúng ta một cái bài học mà chúng ta cùng với lại nhau sẽ nghiên cứu lời của Chúa ở trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta một lần nữa cùng đứng lên và chúng ta đọc chung với nhau câu gốc ở trong câu 17 và chúng ta suy gẫm lời của Chúa ở trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng đọc: Đức Chúa Giêsu phán, không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chúng ta đọc lại một lần nữa. Đức Chúa Giêsu phán, không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Cảm ơn Hội Thánh. Mời quý vị an tọa. Chúng ta thấy rằng trong cái câu chuyện này, chúng ta có những cái câu hỏi: tại sao phải là 10 người phun mà không phải 6 người hay là 7 người hay là 8 người hay không phải 11 người? Cái số 10 là một cái số mà nói lên cái sự toàn diện, nói lên giống như là đại diện đi cho cái chữ tất cả mọi người. Và nếu cái bệnh phun là cái bệnh mà người ta cho rằng nó tượng trưng đi cho tội lỗi, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết một cách rõ ràng, như có chép rằng chẳng có một người công bình, chẳng có một người công chính nào cả, dù một người cũng không. Và do đó thì chúng ta sẽ tuần tự, chúng ta cùng học với nhau ở trong câu chuyện trong buổi sáng hôm nay. Trên đường tiến đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu đi qua ranh giới giữa Galilee, giữa Samari và Galilee. Khi vào một làng kia, có 10 người phun hủi đến đón Ngài. Họ đứng đằng xa và kêu lớn: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng con. Khi Chúa Giêsu làm một cuộc hành trình, và đây có thể là cuộc hành trình cuối cùng đi đến Jerusalem của Ngài, chúng ta thấy Chúa đi ngang qua xứ Samari. Thường thường những người Do Thái thời bấy giờ thì họ không đi thẳng từ Galilee xuống qua xứ Samari. Thường thường họ đi qua bên kia sông Giô-đanh và đi vòng quanh một cái bước đường xa hơn. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng Chúa không có phân biệt màu da, Chúa không có phân biệt ngôn ngữ, và Ngài đi thẳng qua xứ của người Samari, giống như là những cuộc hành trình mà Chúa thường làm. Và Chúa đi vào ở trong một cái địa phận mà có thể nói rằng đây là một cái nơi rất là vắng vẻ, nơi mà những người phun đang cư ngụ ở tại đó. 10 người phun, có thể nói rằng đây có lẽ giống như là một cái làng phun mà ở bên Việt Nam mà chúng ta thường gặp. Cái căn bệnh phun tượng trưng đi cho tội lỗi của con người, mà vì vậy số 10 là một số toàn diện, mà chúng ta thấy rằng nhân vô thập toàn, không có ai là cái người hoàn toàn hết. Và chúng ta thấy rằng cái bệnh phun đó, bệnh phun hủi đó, nó đã gây ra một cái sự đầy đọa về thể xác, đầy đọa về tinh thần, thể xác,
thì nó gây đi cho cái sự đau đớn, cái sự đày đọa về mặt tinh thần. Thì khi một người bị bệnh phung, và có lẽ rằng là chúng ta đã kinh nghiệm được chút đỉnh ở trong cái thời Covid đó, thì chúng ta thấy rằng một người rất là bình thường, một người mạnh khỏe, một người có thể giàu có học thức vân vân, chúng ta có thể có tất cả, nhưng mà nếu mà mắc phải cái chứng bệnh Covid đó, thì chúng ta thấy rằng người khác sẽ canh chừng chúng ta, xa lánh chúng ta, và họ sợ rằng chúng ta sẽ làm đi cho cái căn bệnh đó nó lây qua họ. Và người phung thời bây giờ cũng vậy, họ không biết rõ về cái căn bệnh, họ chỉ biết rằng khi mà một người bị bệnh phung thì người đó sẽ chết bởi vì cái căn bệnh của mình. Và vì vậy chúng ta thấy rằng có những cái sự né tránh ở trong thời bây giờ, và người ta phải cô lập những người bị bệnh phung đó. Khi mà họ không hiểu rõ cái căn bệnh đó như thế nào, thì họ cho rằng những người bị bệnh phung là những người mà bị trời phạt, hay là Đức Chúa Trời đã hình phạt họ bởi vì một cái tội lỗi nào đó. Và do đó thì họ bị những người khác khinh thường, họ bị cô lập, họ sống ở trong cái tình trạng đầy cái sự mặc cảm. Mà vì vậy chúng ta có thể hiểu được một phần nào của 10 người mà đã bị cái bệnh phung đó. Ở trong Cựu Ước thì không có nói nhiều về cái sự chữa lành cái bệnh phung. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ thì ghi lại rất là nhiều những chi tiết, những cái căn bệnh khác vân vân, nhưng mà bệnh phung thì chúng ta thấy rằng đã chỉ ghi tóm tắt lại ở trong Lê Vi Ký là 13 câu 45 đến câu 46: người mắc bệnh phong hủi phải mặc quần áo rách, xõa tóc, che râu lại và kêu lên ô uế ô uế. Ngày nào người ấy còn mắc bệnh thì còn bị ô uế và phải sống một mình bên ngoài doanh trại. Có thể nói rằng đây là một cái người tuyên cái bản án chết của mình trước. Chúng ta thấy cái người đó mặc áo quần rách rưới, rồi chúng ta thấy rằng phải đeo mặt nạ đeo khẩu trang đó, mà che râu của mình lại, che cái phần mặt lại, và đi đâu gần những người nào, thấy những người nào gần mình đó thì phải la lên rằng là ô uế ô uế, có nghĩa rằng là họ không có xứng đáng, họ giống như là rao trước cái bản cáo phó đi cho mình là mình đã đối diện với lại cái sự chết. Và chúng ta thấy rằng họ bị cô lập, người nhà thương tình lắm mà muốn đem những thức ăn hay là thức uống đến để mà cung cấp đi cho họ đó, thì ít nhất là phải để đồ ăn ở trên một cái đầu của một cây một cái cây mà dài khoảng chừng 10 thước để rồi đưa đi cho cái người phun đó, chứ không thể nào đưa trực tiếp. Và vì vậy thì chúng ta thấy rằng cái người mắc phải cái căn bệnh phung là cái người đó đang đối diện với sự chết của mình. Và mỗi ngày thì rao báo cho những người khác, mình là người ô uế, hãy tránh xa. Giống như là rao cái bản án của sự chết của mình ở trên cái thế giới mà mình đang sống. Nhưng mà chúng ta thấy rằng qua câu 14 thì 10 người phung này có một cái sự hy vọng. Khi thấy họ
thấy những người phun đó, thì Chúa Giêsu phán: hãy đi trình diện với các thầy tế lễ, khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. Chúng ta thử suy nghĩ rất là nhiều điều mà chúng ta cần học chỉ trong một câu này. Khi thấy những người phun, những người không còn có hy vọng, những người đang phải đi lần đến sự chết, thì Chúa Giêsu thấy họ và Ngài cho họ có một cái con đường để mà giải cứu. Trong Giăng đoạn 6 câu 37, Chúa Giêsu nói với đoàn dân thời bấy giờ và các môn đồ của Chúa: tất cả những người cha ta ban cho ta đều đến với ta, ai đến với ta, ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Có hoàn cảnh của cuộc đời của chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào, đang đối diện với những sự khó khăn nào, dù đó là bệnh tật, dù đó là vấn đề tài chính, dù đó là bất cứ cái vấn đề gì mà chúng ta đang đối diện, thì chúng ta nhớ một điều rằng Chúa thấy những nan đề của mỗi chúng ta. Và Ngài thấy, không phải Ngài làm lơ, mà chúng ta thấy rằng Ngài yêu thương chúng ta đủ để rồi Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận một cái điều, cái phần kế tiếp. Chúa biểu những người phun đó hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Chúa làm công việc của Chúa theo ý của Chúa và theo cách của Chúa. Chúng ta không thể đòi hỏi hay là đưa ra những cái định luật để rồi chúng ta bắt Chúa phải làm theo ý của chúng ta. Thường thường có những lần Chúa chữa lành những người phun thì Chúa chỉ cần phán một lời, hay là có những lần mà Chúa làm mà tôi không nghĩ được cái tình yêu thương của Chúa đối với một tội nhân hay là đối với một người phun hủi lớn lao đến chừng nào. Chúa đặt tay lên trên cái người phun hủi đó mà Chúa phán lời phán của Chúa để rồi người đó được chữa lành. Nhưng mà ở đây thì chúng ta suy gẫm đến, Chúa không cầu nguyện sức dầu để rồi chữa lành đi cho cái người phun đó liền. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy đi trình diện với lại các thầy tế lễ. Đây cũng là một cái phương pháp mà Chúa chữa lành bệnh, và Ngài muốn dạy dỗ đi cho chúng ta những điều rất là quan trọng. Cái người phun đó có thể lý luận với Chúa: Chúa ơi, người tôi vẫn còn đầy những cái mù kẻ, đầy những cái căn bệnh phun. Tại sao Chúa không chữa lành đi cho tôi rồi Chúa sai tôi đến với các thầy tế lễ để mà khám? Mà Chúa nói rằng hãy đi đến thầy tế lễ để khám. Chúng ta thấy cái điều quan trọng là lời của Chúa phán ra có quyền năng để rồi có thể chữa lành những bệnh tật đi cho chúng ta, có thể làm đi cho những nan đề trong đời sống của chúng ta được cái sự giải đáp. Đức tin rất là quan trọng. Và chúng ta thấy rằng tác giả của sách Hebrew đã cho chúng ta biết rằng đức tin là sự xác quyết những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin đặt để phải nơi đúng chỗ những cái điều mình đang hy vọng, những cái bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Nhưng mà cái đức tin đó phải đến từ
lời phán của Chúa Giêsu. Và chúng ta tin tưởng cái quyền năng, cái lời phán của Chúa đó có thể giải đáp được cho cái nan đề của cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm nay có những nhóm thì cứ lo chạy đi tìm phép lạ vân vân, chạy đi tìm cái sự chữa lành bệnh, nhưng mà không đặt cái căn cứ ở trên lời của Chúa. Và họ lập ra những cái nguyên tắc, họ đặt ra những cái quy tắc, họ đóng hộp Chúa, nghĩa là phải làm cái điều này, phải làm cái điều kia vân vân, để rồi người đó được lành. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Kinh Thánh không có một cái nguyên tắc hay là một cái luật lệ nào để rồi Chúa phải làm. Có nhiều người thì lấy cái đức tin ra và giống như là sai khiến Chúa phải vâng đi theo cái ý chỉ của mình, cái sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà đó cũng là một cái sự sai lầm. Ở đây thì chúng ta thấy rằng một cách rõ ràng rằng cái đức tin cần phải hành động trong cái sự vâng phục theo lời của Chúa, chứ không phải rằng là theo cái ý của chúng ta. Mà một người muốn thấy được cái phép lạ của cái sự chữa lành, không phải chạy đến tìm ông này, không phải chạy đến tìm ông kia rồi làm một cái phương cách này hay là làm một cái phương cách kia, hay là khuếch đại cái đức tin mà không đặt ở trên lời của Chúa. Chúng ta muốn thấy phép lạ, chúng ta phải đặt cái đức tin của chúng ta trên lời của Chúa, vâng theo lời của Chúa muốn phán với chúng ta ở trong cái thời điểm mà chúng ta kêu cầu cùng Chúa và hành động theo lời của Chúa. Và chúng ta có thể thấy được những cái tấm gương một người khác được cái sự chữa lành bệnh phung trong thời Cựu Ước, đó là Na-man, là tướng quân của Syri. Nếu mà chúng ta dở trong các vua thứ nhì đoạn 5, chúng ta sẽ thấy cả câu chuyện. Nước Syri có những con sông rất là sạch sẽ bởi vì nó nằm ở đầu nguồn. Sông Giô-đanh thì nó gần như là cuối nguồn. Sông Giô-đanh chảy vào ở trong cái biển chết. Và bởi vì nó ở cuối nguồn, không phải là cái dòng nước sạch, mà nó chảy vào ở trong cái biển chết, thì ở trong đó cái nước sống thành ra nước chết, không có một sinh vật nào có thể sống được ở trong đó. Na-man ở một cái xứ rất là phồn thịnh, rất là tân tiến, hơn là dân Israel. Và ông nghe rằng Đức Chúa Trời quyền năng qua tiên tri Eli, Ngài làm phép lạ có thể chữa lành cái căn bệnh phung đi cho ông. Ông lặn lội, ông đi xuống xứ Do Thái để rồi tìm cái sự chữa lành. Và chúng ta thấy trong câu chuyện đó, ông rất là bất mãn. Ông nghĩ là theo ý của mình thì người ta phải kính phục mình, bởi vì mình là cái người tướng quân của một cường quốc, người ta phải có cái sự tôn trọng mình. Ông tiên tri Eli khi mà nghe những người đầy tớ cho biết rằng có tướng quân của xứ Syri đến xin cái sự chữa lành, xin ông cầu nguyện để rồi Đức Chúa Trời của Israel sẽ chữa lành đi cho vị tướng quân. Eli không hề ra mặt để rồi chào đón niềm nở qua cái thể thức của những người thời xưa, là đón những cái người khách lạ như những sứ giả đến với mình. Nhưng cha Eli chỉ nói rất là đơn giản: đi ra biểu tướng quân đó, đi ra sông Giô-đanh tắm 7 lần thì sẽ được sạch.
Và chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái điều mà tràn cái lòng tự ái không thể chấp nhận được. Một cái điều rất là phi lý. Khi mà chúng ta nghe lời Chúa, Chúa nói với 10 người phung đó, hãy đi đến để cho thầy tới lễ khám. Khám cái gì? Người tôi vẫn còn đầy bệnh phung, căn bệnh chưa hết. Và tôi xin giải thích về cái triệu chứng của bệnh phung nó như thế này, để rồi tôi biết rằng khi mà thập niên 60-70 đó, khi tôi ở Việt Nam đó, thì tôi thường gặp rất là nhiều người bị bệnh phung, và họ phải là những người đi xin, ngồi ở đường phố, ngồi ở ngoài chợ vân vân, và họ sống nhờ nơi cái sự thương xót của người khác. Nhưng mà cảm Chúa, ngày hôm nay mình nói đến bệnh phung hủi, thì là có thể nhiều người ở trong chúng ta, nhất là những thế hệ trẻ, không biết cái bệnh đó là cái bệnh gì, bởi vì dường như nó biến mất. Nhưng mà cái bệnh đó nó phát xuất từ giống như là những cái ghẻ lở ở trên mày, ở trên những cái nhất là ở trên mặt, trên tay chân vân vân. Và rồi thì những cái vết đỏ đó nó từ từ thì nó là một cái vết trắng, nó lở, nó tróc da, rồi thành đỏ, rồi thành tím, rồi từ từ thì nó sưng lên những cái cục ra từ những cái chỗ đó, rồi nó bể những cái cục đó ra và nó lan lây đầy hết, đầy ra. Và đến khi cái cơn bệnh nặng thì là cái người mà bị phung hủi đó thì họ mất đi những cái sự cảm giác của họ. Và vì vậy ngủ mà giống như là ở Việt Nam mà lâu lâu thấy con chuột nó bò tới, nó gặm gặm mấy cái ngón chân đó, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta còn cái cảm giác như là người bình thường thì chúng ta thụt cái chân lại, chúng ta đá đi cho nó một cái dăm thì ra khỏi cái lều tranh. Nhưng mà cái người bị bệnh phung thì họ mất đi cái cảm giác. Và con chuột có cắn ấy thì cắn cuột ngón tay, cuột ngón chân thì không có điều gì xảy ra, họ không có cảm thấy đau đớn. Hay là khi mà họ bị phóng lửa đó, hay là cái tay họ nhúng vào trong lửa hay là trong nước sôi thì họ không có còn cái cảm giác. Và vì vậy thì họ bị chín da chín thịt và họ mất cái phần thân thể đó. Và từ từ thì cái vi trùng bệnh phung đó nó ăn đến những cái lóng tay lóng chân vân vân, và sáng ngủ dậy thì thấy có cái lóng tay lóng chân nó rớt. Và thì cho đến khi mà cái người đó không còn tay không còn chân, chỉ còn có cái thân mình thôi, rồi sẽ đi đến cái sự chết. Ở trong tình trạng của Na-man, mặc dù ông có quyền chức, mặc dù ông là một tướng quân, nhưng mà ông mang bệnh phung. Và chúng ta thấy rằng có lẽ thường thường thì những người lính họ rất là nể nang vị tướng, nhưng mà bởi vì tướng này là tướng bị bệnh phung cho nên cũng mất đi cái sự tin tưởng của vua, mất đi cái cảm tình của những người lính. Và vì vậy ông mong muốn được cái sự chữa lành. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng tiên tri của Chúa nói với Na-man, hãy đi tắm mình dưới sông Giô-đanh 7 lần. Ông tướng quân này nghe thì bực bội lắm. Ông tiên tri này ông không có lịch sự chút nào hết, ông rất là cao ngạo, ông làm giống như là mình là cái người mà
phun hủi mình dơ nhớp lắm đi cho nên mới bị cái bệnh phun hủi á. Không biểu mình đi tắm ở dưới sông 7 lần. Ở xứ Syri có nhiều cái con sông, nó còn sạch sẽ, nó còn đẹp đẽ, nó còn thơ mộng hơn là cái con sông Giô-đanh. Tại sao không biểu đi về quê của mình tắm sông 7 lần để mà được sạch, nhưng mà phải tắm sông Giô-đanh? Tôi chỉ xin thưa với quý vị, lời của Chúa dạy chúng ta như vậy. Và Chúa muốn làm cái theo cái phương cách của Ngài, để rồi không phải rằng là Ngài chỉ muốn chữa lành bệnh đi chúng ta, Ngài chỉ muốn cứu cái thể xác của chúng ta không mà thôi, mà Ngài muốn cứu cái linh hồn của chúng ta. Mà vì vậy cái sự cứu rỗi, cái sự tha tội cho linh hồn của chúng ta nó quan trọng hơn là cái sự chữa lành bệnh về thể xác mà thôi. Vì vậy hội thánh thật của Đức Chúa Trời ngày hôm nay là hội thánh rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời, là hội thánh cứu những tội nhân đến với lại Ngài, chứ không phải là cái hội thánh chăm chú vào ở trong cái sự làm phép lạ chữa lành bệnh. Trong Mác đoạn 16 thì nói rằng Chúa lấy những phép lạ để cập theo, để chữa lành, để rồi cái người đó từng trải cái phép lạ, từng trải cái quyền năng của Chúa, để rồi họ nhận được cái sự cứu rỗi. Ở đây chúng ta thấy rằng đó là cái lý do mà Chúa đã phán với lại những người phùng 10 người. Chúa nói rằng hãy đi đến các thầy tế lễ và khám xét đi cho các người. Chúng ta biết rằng khi xưa thì không có nhà thương, không có những cái trạm y tế, không có những nhân viên y tế giống như ngày hôm nay, để rồi có thể khám xét rồi cho cái giấy chứng nhận đi cho một người, để họ có thể trở về lại với gia đình, họ có thể trở về lại với lại xã hội. Mà các thầy tế lễ ở trong đền thờ lo cái vấn đề y tế đó. Và chúng ta cũng thấy một cái tấm gương khác ở trong Cựu Ước. Trong thời của Giô-sê, khi mà dân sự của Chúa đi vào trong đất hứa đó, thì chúng ta thấy rằng họ có rất là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà họ không có đóng hộp Chúa ở trong cái theo cái phương cách của họ. Họ không có lập luật theo cái ý nghĩ của họ. Họ từng đi qua biển đỏ nó lớn hơn cả hàng trăm lần hơn là cái sông Giô-đanh. Nhưng mà Chúa biểu rằng những thầy tế lễ phải khiêng cái hòm giao ước đi qua sông trước, và nước sẽ tẻ ra làm hai và dân sự của Chúa sẽ đi bộ qua sông. Thầy tế lễ nếu mà chỉ đứng ở trên bờ sông mà chỉ có nhìn thôi đó, mà không có hành động theo ý chỉ của Chúa đó, dân sự cũng vẫn đứng mãi đó đi cho đến mấy ngàn năm, còn những bộ xương để lại. Nhưng mà cảm ơn Chúa, họ vâng lời và họ hành động. Các thầy tế lễ khi đưa chân xuống nước thì sông Giô-đanh rẽ ra làm hai để rồi họ có thể đi qua và dân sự của Chúa có thể đi qua được. Và vì vậy ở đây chúng ta thấy được Chúa chăm sóc, Ngài biết hoàn cảnh, Ngài biết cái nan đề của mỗi cuộc đời của chúng ta. Và Ngài muốn giải quyết những cái vấn đề đó đi cho chúng ta, những nan đề đó đi cho chúng ta. Nhưng mà khi Chúa phán với chúng ta, Chúa phán qua lời của Ngài, thì chúng ta cần phải hành động vâng theo lời của Chúa.
Và khi hành động vâng theo lời của Chúa thì chúng ta thấy rằng bước chân thứ nhất, nhìn lại 10 người phun, thấy mình cũng còn hôi thối, vẫn còn những vết phun ở trên con người của mình, không có gì xảy ra hết. Bước thứ hai, bước thứ ba, và mỗi bước gần đến ở nơi thầy tế lễ, ở trong đền thờ đó, thì chúng ta thấy rằng từ từ họ thấy rằng bệnh phun biến mất ở trên thân thể của họ. Đức tin cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta có cái đức tin sai lầm. Chúng ta có cái đức tin mà chúng ta công bố, chúng ta ra lệnh đi cho Chúa. Có nhiều khi chúng ta coi Chúa giống như là ông thần tài, hay là cái đấng mà chúng ta sai khiến Ngài làm phép lạ theo ý của chúng ta. Chúng ta có đức tin rất là lớn, nhưng mà phép lạ không xảy ra, bởi vì chúng ta làm theo ý của chúng ta, chứ không phải làm theo ý của Chúa. Và vì vậy, có những cái điều sai lầm ở trong ngày hôm nay, ở trong các hậu thánh của Chúa. Họ nghĩ rằng họ chỉ cần phép lạ và không cần lời của Chúa. Họ công bố, họ nói ra cái điều gì thì là Chúa phải làm theo cái điều đó, bởi vì họ là con dân của Chúa, họ là vân 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 vân. Nhưng mà xin Chúa dẫn dắt chúng ta, đó là những điều khờ dại của con người. Cho nên xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Sự dạy hội thánh của chúng ta luôn luôn nhắc nhở đến học lời Chúa, học lời Chúa, để biết rằng Chúa phán dạy chúng ta như thế nào. Đừng gây ý. Theo ý riêng của chúng ta, chúng ta chẳng có đi đâu hết. Chúng ta chỉ đứng tại chỗ mà thôi. Thì Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Học lời Chúa, nghe lời Chúa, vâng theo lời Chúa và hành động theo lời Chúa. Và đó là cái điều quan trọng đi cho một người Cơ Đốc, một người tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Quý vị biết cái chữ Chúa đó, tức là vua, tức là cái người mà cao trọng, tôn cao hơn chúng ta, là một cái người mà chúng ta khi mà chúng ta nhận Chúa Giêsu làm Chúa, có nghĩa là chúng ta tự xưng, tự nhắc với chúng ta rằng chúng ta là những người làm tôi. Chúa phán cái gì, vua ra lệnh gì, thì là thần dân hay là cái người làm tôi đó có bổn phận phải làm theo những cái điều đó. Chúa có nghĩa là như vậy, chứ không phải là chúng ta kêu Chúa để rồi làm giống như là cái bùa hộ mạng của chúng ta. Để xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Gia cơ nhắc nhở đi cho chúng ta là con cái của Chúa. Ông nói rằng đức tin cũng vậy. Nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. Nhưng có người sẽ nói, bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng, ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy mà run sợ. Người khờ khạo, kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không? Đức tin, Gia Cơ dạy đi cho chúng ta, đức tin phải có hành động. Không phải cho chúng ta cứ nói là chúng ta tin rồi chúng ta ngồi đó
chúng ta mong là cái điều gì xảy ra đi cho chúng ta thì nó có xảy ra đi cho chúng ta thì nó xảy ra. Xin thưa rằng Gia Cơ nói rằng cái đức tin đó, đức tin vô ích, không có giúp gì được hết. Đức tin chết, cái gì mà nó chết thì là chúng ta thấy rằng chẳng có ích lợi gì hết. Nó làm khó chịu đi cho những người khác. Đang nấu một cái nồi canh chua thật là ngon, tự nhiên vậy có con ruồi ở đâu không biết nữa, nhảy vô trong cái nồi, đâm đầu nhảy vô trong cái nồi canh của chúng ta. Cái nồi canh có ngon mấy cũng hết ngon, phải không? Tại vì có con ruồi chết ở trong đó. Và đức tin phải có sự hành động. Chúng ta nói rằng chúng ta tin Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể ngồi đó mà chúng ta khoanh tay. Một ngày nào đó rồi tôi tin chắc là Chúa sẽ cứu tôi, Chúa sẽ đưa tôi vào thiên đàng. Quý vị không có hành động bởi cái đức tin của quý vị không có đi đâu thôi. Chỉ là một cái đức tin vô ích mà thôi. Quý vị chỉ theo một tôn giáo mà thôi, và cái tôn giáo nó không thể cứu chúng ta, không bảo đảm cho chúng ta vào trong nước thiên đàng được. Và đó là cái đức tin mà những người bản xứ ở Úc Đà Lợi đây, cũng như là nhiều nơi ở trên thế giới, và cái đức tin đó cũng thể hiện ở trong nhiều hội thánh Việt Nam của chúng ta. Tin Chúa là đủ rồi, tin Chúa rồi vào nước thiên đàng. Đó là cái đức tin vô ích. Quý vị không hành động trong sự yêu mến Chúa, không hành động trong sự thờ phượng Chúa, không hành động ở trong những xuất sắc trong công việc của Chúa, đức tin vô ích, nó không đi đến đâu hết. Vì vậy hội thánh nghe những cái lời than phiền của ban trung niên trong buổi sáng hôm nay, thì tôi ước mong rằng những tuần trước thì tôi là chúng ta là bậc ông, bậc cha, mẹ và ông bà được cột cổ đá vào và cối đá vào trong cổ của con cháu của chúng ta mà quăng xuống biển. Rồi đừng có nghĩ rằng là quý vị thất thập cổ la hy rồi thì quý vị cứ ngồi đó khoanh tay và tất cả mọi chuyện nó sẽ bình yên. Bất cứ giờ phút nào chúng ta còn một cái hơi thở đó là hơi thở cuối cùng, thì chúng ta có cái trách nhiệm phải làm gương đi cho con cháu của chúng ta. Ban thanh tráng, ban thanh niên, ban thiếu nhi lúc nào cũng nhìn lên và muốn nhìn cái đức tin của ông bà cha mẹ của mình. Và cái đức tin đó thể hiện qua cái hành động của chúng ta, chứ không phải là bằng cái ngôn từ của chúng ta chỉ nói thôi. Nó coi thử rằng là ông bà cha mẹ nó có đi nhà thờ, có sinh hoạt, có góp bàn tay vào ở trong những công việc của Chúa hay là không. Xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Đừng để đức tin của chúng ta trở nên vô ích. Và cũng đừng hại con cháu của chúng ta bằng cách là cột những cái cối đá vào trong cổ của con cái của chúng ta. Chúng ta thấy một ông sứ đồ mà cũng vô tín, tên là ông Thomas đó. Dân đã ghi lại rằng, rồi Ngài bảo Thomas hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn ta. Đừng vô tín, chứ hãy tin. Thomas thưa rằng, lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con. Đức Chúa Giêsu nói, có phải vì thấy ta nên con tin chăng? Phước cho những người
không thấy mà tin. Đối với người đời, đối với những tôn giáo của thế gian, họ thường lý luận là có thấy mới tin, có thực mới vực được đạo. Nhưng mà đối với con cái của Chúa, chúng ta muốn đem lấy cái sự phước hạnh đi cho người khác, chúng ta muốn được sự phước hạnh đi cho chính chúng ta, thì Chúa nói rằng phước đi cho kẻ tin, không thấy mà tin. Cho nên xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta, phước cho những người không thấy mà tin. Và chúng ta nghe công việc của Chúa, nghe cái sự thúc đẩy của sứ đồ Phao-lô, ấy vậy không khó của anh em chẳng phải là vô ích đâu. Phải làm công việc Chúa, phải thể hiện cái đức tin của mình qua những cái hành động yêu mến nhà của Chúa, yêu mến công việc của Chúa, yêu mến những linh hồn đang hư mất mà Chúa muốn cứu để đem vào trong hội thánh của Ngài. Để xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Chúng ta có nhiều ông để mà chọn lắm. Tôi không có khuyên rằng là bất cứ người nào trong hội thánh của Chúa ở tại đây chọn sư phụ của mình là sứ đồ Thomas, chọn sứ đồ Giăng, sứ đồ Phao-lô, đừng có chọn Thomas với lợi ích Cariốt thì là tốt rồi. Xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta, để như Phao-lô và Si-la dấn thân ở trong cái sự hầu việc Chúa, dấn thân ở trong sự truyền bá danh của Chúa, dám nói ra tin lành của Ngài khi mà ông đã kinh nghiệm, ông đã được biết ở trong lòng của mình. Hai ông dắt nhau đến thành Philip, và chúng ta biết rằng kết quả thì bị bỏ vào trong ngục tù. Và thường thường thì là những người ở trong tù thì thường thường hỏi cái người gác tù hay là cái người đề lao đó, người coi tù đó, chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta được khỏi ra được khỏi cái chốn ngục tù này. Ở đây thì chúng ta thấy quyền năng của Chúa. Hai ông đã bị đánh đập, đã bị đau đớn ngồi trong tù, nhưng mà cũng vẫn hallelujah, hallelujah, cảm ơn Giê-xu, hallelujah, amen. Và chúng ta thấy rằng phép lạ xảy ra, cục tù rúng động. Và cái người đề lao đó đã hỏi Phao-lô và Si-la rằng chúng tôi phải làm cái điều gì để rồi chúng tôi được cứu. Và nghe lời của Phao-lô và Si-la trả lời: hãy tin Chúa là Đức Chúa Giê-xu thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu. Xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Và tôi nghĩ rằng tôi muốn chấm dứt ở đây. Chúng ta còn các phần thứ ba từ câu 15, câu 19 tuần tới chúng ta sẽ học tiếp. Xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. 10 người phung đến với Chúa, nghe lời của Chúa, phán cùng họ. Họ quyết tâm hành động theo lời của Chúa phán, mặc dầu nó rất là vô lý. Và tôi xin thưa rằng lời Chúa nó không có một cái điều gì vô lý hết, chỉ có chúng ta vô lý với chúng ta mà thôi. Và chúng ta thấy rằng bởi cái sự vâng lời của Chúa Giê-xu, ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái lời hứa, chúng ta có rất là nhiều lời của Chúa ở trong quyển Kinh Thánh này. Chúng ta không chịu học, chúng ta không thèm biết thôi. Chứ chúng ta không thể nói rằng là
ô chúng tôi không có, tôi không biết Chúa nói cái gì, không có lời của Chúa. Chúng ta không biết lời của Chúa, tức là tại chính chúng ta. Chúng ta không đặt cái ưu tiên, chúng ta không muốn lắng nghe lời của Chúa. Lời của Chúa được viết ra ở trong Kinh Thánh để chúng ta biết một cách rõ ràng. Lời của Chúa được giảng dạy ra, lời của Chúa được nhắc nhở, được học hỏi trong những nhóm tế bào vân vân. Chúng ta có muốn nghe lời của Chúa hay là không mà thôi. Và cái điểm cuối cùng là hành động theo lời của Chúa. Và tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần thứ ba. Đó là 10 người được cái sự chữa lành của Chúa. Nhưng mà chỉ có một người được cái sự chữa lành và được cái sự tha thứ tội lỗi, được cái sự tha tội, được cái sự chữa lành cả về phần vật chất lẫn cái phần tâm linh. Giê-xu Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Tuần đến thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta học cái phần 3 của cái bài chia, cái bài học về 10 người phung trong buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay tôi xin chúng ta đứng lên, mỗi người hướng lòng về Chúa. Và tôi không biết rằng Thánh Linh đang phán cái gì với lại quý vị qua lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Nếu xưa nay lỡ có ai mà để ghi tên làm đồ đệ của Thomas, là làm đồ đệ của Judas Iscariot, thì buổi sáng hôm nay quý vị cần phải có cái sự ăn năn trở lại làm môn đệ của Chúa Giê-xu. Nếu quý vị trong những ngày qua quý vị cảm thấy rằng quý vị coi thường lời của Chúa, quý vị chán nản lời của Chúa, quý vị không biết rằng là Chúa hứa với chúng ta cái điều gì, Chúa muốn phán dạy với chúng ta cái điều gì, Chúa muốn chúng ta làm cái gì đi cho Chúa, sống như thế nào đi cho Chúa. Thì buổi sáng hôm nay quý vị có thể thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn nghe tiếng của Ngài phán với chính mình con. Tiếng của Chúa phán với tôi, nó sẽ không có giống như là anh Lãm, giống như là các bạn thanh niên. Quý vị không thể nào quý vị đến với tôi nói rằng: Chúa ơi, mục sư ơi, Chúa đang phán cái gì với con vậy? Chúa muốn cái mục đích của cuộc đời của con đang làm, cần phải làm cái gì đi cho Chúa. Tôi không thể nào trả lời được cách chi tiết như vậy. Nhưng mà tôi biết chắc rằng Chúa quan tâm, Ngài nhìn thấy cái hoàn cảnh của quý vị, Ngài biết cái tình trạng của quý vị, và Chúa sẽ trả lời cái sự cầu xin đó đi cho quý vị.